Là để bản thân mình luôn bận rộn, muốn nghe qua được mọi tình huống, những thứ mình muốn chứ không đần độn. Dù một thứ lẫn hỗn độn, dồn như một đống sạn, không thể nào ngăn nói bạn vì đây là ở cái tuổi nó loạn. Ở trong hồ đóng bận vì lâu ngày quá không vợt, những thứ chất khá nhưng vì nhìn quá giống lợn. Mày đâu phải là két mà cần phải chờ lột, lỡ thử phải lần dây dột thử nhưng đừng có mà quá chớn. Đừng để tuổi quá lớn để rồi nhìn lại xem thấy ỏi, những thứ đấy không phải là những gì tao muốn. Toàn là điều vui vẻ ở trước mặt đây mới phải nghe nhạc lại viết viết thích thì mình lãm nhảm. Tao bảo đảm tao đang hứng nhất trong ngày vì những lời trong này cảm thấy phấn chấn, không bị bóng lọt hay trạng thái lo âu và tìm đến những biện pháp để chống lấn át. Chiêu ở đồng cỏ xanh bao nhiêu cảm xúc thì hãy bao nhanh, vì ở không gian cũng lớn như thế thì cùng hòa mình với thiên nhiên. Có cây khô để cắt mà nhánh như cần dục họ mà thích dư lành, nhưng mà không còn cách nào để làm cho nhanh. Sống chỉ một khung giờ nhưng hai mức độ sống, cách nhận biết vùng miền qua tiến bộ lóng. Yeah yeah, thiếu nữ chất chơi thích được khoe bộ móng, đừng để lớp thịt nguội được phô bì chỉ bới bộ lông. Vậy DNB for life. Gang. Dí theo. Tao có câu chuyện đằng sau, hàng xóm hiểu ít một ai ghét. Ở mình sống thật ta họ thường, gặp dân máu thì tao mới phát. Trước lúc có chữ dí theo, tao là thằng nghe rap ở net. Về tao hút còn nhiều hơn ăn, nên dạ dày của tao lỡ loét. Mày đói thì mẹ cho ăn, chứ mà hỗn mẹ cho tán. Giờ theo các băng nhóm trong khu, gặp tình huống tu bi đáng. Gờ viết một bài nhạc đầu tay, nhanh còn hơn chơi một ván cờ. Mẹ tao lo lắng cho tao, vì ba tao từng là gangster. Ngoảnh mặt mà đi, gì đâu phải nói tiếp. Hối tiếc làm chi, nhiều đó cũng nói miết. Có người cười tao, tao không buồn vì điều đó. Mà khi tao đã làm được thì tất có nghĩa cánh diều đã thuận theo chiều gió. Nhạc rap thật sự tao yêu nó, từ điều dễ đến điều khó. Muốn cuộc đời hiểu mày thì điều đầu tiên mày phải hiểu nó. Gia đình mới quan trọng thôi, ừ thì phải quan trọng rồi. Người mà tao sẵn sàng đỡ một viên đạn là người ru tao từ trong nôi. Ít nói hành động thôi, xã hội một đống mồi. Rồi để tụi bay coi những tin tức nóng hổi, lòng người nhanh chóng đổi. Còn tao thì mãi một lòng cố gắng từng ngày nói chuyện với macaro như người mà không phổi.